Đợi cô một chút nhá. Linh Nga đợi cô một chút. Ừ, đợi cô một chút nha con. Hello Linh nha, hi. Con nghe thấy cô không Linh Nga? Linh Nga ơi. Nga đi đâu rồi? Con ngồi con bật cam gật đầu lên hẳn hoi nha, con học chương trình và đánh đòn cho con bây giờ đấy nha. Okay, so where are you, Linga? Linga đâu rồi? Không ạ. Con đánh đòn cho con đấy. Con đi đâu? Chào cô hẳn hoi về đây. Okay. Chào cô. Okay, so how are you today? Sao mà để mẹ mắng thế? How are you today? Thì trả lời hẳn hoi mà. Sao cứ lại ầm ầm thế? I'm fine, thank you. Ok, very good. Ok, con đã ôn tập bài của cô chưa? Tập bài của cô chưa, Linh Nga? Ôn tập bài của cô chưa nhỉ? Rồi ạ. Cháu hơi to, cháu hàng lên, đập chút bây giờ. Nào, thì bây giờ nha. Trả lời cho cô các con. Cô sẽ đọc tiếng Anh và con sẽ dịch sang tiếng Việt cho cô nha. Thôi. Vâng. Cô sẽ nói tiếng Việt và con sẽ dịch sang tiếng Anh cho cô. Nào, cô hỏi con buổi sáng tên là gì nhỉ? Morning. Chính xác, buổi chiều. Evening. No, sai rồi, trả lời lại. Evening. Sai, sai, chiều cô mà. Buổi chiều là evening. Chiều là afternoon. Chắc buổi chiều là evening thế. Ồ, con nhỉ. Tiếp theo buổi tối là gì nhỉ? Evening. Không hò. Để chưa? Tiếp theo, bữa sáng tên là gì? Breakfast. Very good. Bữa trưa? Lunch. Very good. Bữa tối? Dinner. Very good. Okay. Nào, con đã chuẩn bị những cái câu hỏi mà cô đã gửi cho con để con trả lời chưa? Rồi ạ. Okay, very good. Nào, con trả lời hình nhá. Okay, now trả lời các câu hỏi cho cô. So where do you have breakfast? Where do you have breakfast? I have breakfast at my home. No, not at my home. Nhưng mà con sử dụng at và home thì nó chỉ có là at home thôi nhá. I have breakfast at home. Được chưa? Nhưng mà con có thể a breakfast at home. Nào, ăn tí nữa học xong rồi ăn nhá. Không nói được tiếng Anh đâu, tiếng Anh mà ăn vừa nói là không học được đâu. Tiếp theo này, có một lưu ý cho con một chút là con nên cái câu này con nên trả lời nó cụ thể hơn một chút. Ví dụ như là tôi ăn ở phòng bếp chẳng hạn. I have breakfast in the kitchen. Tôi ăn ở phòng bếp. Được chưa nào? Okay, next question. Who do you have breakfast with? Who do you have breakfast with? Ủa? Sao không nói gì con? Bật mic lên chứ? Đang ăn hả? Đói quá à? Không mà để làm tí không? I have breakfast alone. Alone. Okay. So what do you have for breakfast?
What do you have for breakfast? I have rice and meat. Okay, rice and meat. Okay, very good. Okay, so where do you have lunch? I have lunch at dining room. No, at in the dining room. In the dining room. Very good. So who do you have lunch with? Who do you have lunch with? I have lunch with my mom and my older sister. Very good. So what do you have for lunch? I have rice, meat, and vegetable. Vegetable. Đọc lại cho cô từ rau củ quả nhé. Vegetable. Okay. Next. So where do you have dinner? I have dinner in dining room. In the dining room. So who do you have dinner with? Who? I have dinner with my family. Okay, very good. So what do you have for dinner? I have rice, meat, and rice, meat, and vegetable. Có vẻ con ăn nhiều cơm ha, bữa nào ăn cơm luôn. Okay, very good. Again. Đều đương nhiên. Okay, vậy con đã hoàn thành xong cái bài hôm trước rồi, được chưa? Nào hôm nay thì mình sẽ sang một cái bài mới sau cái bài đấy nhá, được chưa? Cô đang bị ốm cơ. Okay, hôm trước mình học đến unit 40, hôm nay mình sẽ học đến unit 41. Unit 41. Cái subject, cái chủ đề của nó là trains, boats and planes. Có thể dịch được luôn không? Train, boats and planes. Có nghĩa là gì con? Tàu. Train, thuyền. Boat and planes. Tàu, thuyền, máy bay. Giác rất tốt, đúng rồi, giỏi. Nào, bây giờ mình sẽ học nha. Cô chia sẻ màn hình này. Okay, now we come to vocabulary, phần từ vựng nhá. Chúng ta sẽ có các từ vựng chỉ các phương tiện giao thông như sau. Đầu tiên, đó chính là từ vehicle. Sorry. Đọc cho cô nào. Vehicle. 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 Đọc to lên. Vehicle. Vehicle. Yeah, vehicle. Yeah, vehicle. Nghĩa là xe cộ nói chung con nhá. Được chưa? Xe cộ nói chung. Được chưa? Tiếp theo, lorry. Lorry. Ở đây là gì nhỉ? Lorry với chắc là giống nhau mà cô. Đúng rồi, nó khác nhau đấy. Cứ đọc đi đã. Lorry. Lorry. Truck. 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 Okay, very good. Now, con nhìn vào hai hình ảnh lorry và truck đi. Nhưng mà lorry là tiếng Anh, còn truck là tiếng Anh Mỹ mà. À, ai dạy con thế? Cô giáo cũ. Ừ, thế à? Nà, để cô check xem mà cô giáo cũ còn đúng không nhá. Còn đối với cô thì cô có thấy sự khác biệt giữa về hình thức giữa hai cái từ này. Được chưa? Con nhìn vào cái thùng xe của lorry và truck xem. Ok. Con nhìn thấy không? Con thấy lorry và truck. À, đúng rồi đấy. Cô con cũng đúng. Cô con anh thì nó sử dụng là lorry và anh Mỹ nó sử dụng là truck. Ok, đúng. Tuy nhiên còn một sự khác biệt về hình thức này. Lorry nó sẽ thường chỉ những cái loại xe tải, hộp của nó kín, nghĩa là cái thùng đằng sau kín. Còn truck nó sử dụng đối với những cái loại xe tải mà cái hộp thùng đằng sau nó chở đồ, nó sẽ chở đồ nhưng mà cái thùng đằng sau nó sẽ hở. Được chưa? Có nhìn thấy không? Lorry là chở container. Ừ, đúng rồi, nó gần giống container. Còn cái truck là cái xe tải ấy. Để cho con đã rõ chưa? Ok. Tuy nhiên thì mình phân biệt ra để mình biết thôi. Sử dụng hai từ lorry và truck như nhau cũng được. Được chưa?
không ai bắt bẻ con cả. Để xem nào. Đọc lại ba từ này cho cô. Vehicle. 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 Được chưa? Lorry. Lorry. Truck. Truck. Ok. Nào, con viết từ vehicle vở cho cô. Từ này chưa biết. Vehicle có nghĩa là xe cộ nói chung. Ok. Ok, ghi đi con, nhanh lên. Ok. Ok, tiếp nha. Chúng ta sẽ đến với các từ sau. Các từ này thì hầu như là biết hết rồi đúng không? Chúng ta sẽ có từ này. Đọc cho helicopter. Cô. Motorbike. 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 Lên helicopter. Ok, đọc chậm thôi. Mình biết cách đọc chưa nghĩa là đọc đúng nha con nhá. Con bởi vì trọng âm của Nga vẫn chưa tốt lắm. Con chú ý vào trọng âm của con đọc. Motorbike. 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 Plane. 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 Helicopter. 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 Ok. Motorbike là xe máy này. Plane là máy bay. Và helicopter là trực thăng. Con đã biết ba từ này chưa? Rồi ạ. Ok. Rồi tiếp nha. Nên sẽ có các từ sau. Đọc cho cô này. Train. Train. Đọc đi con. Train. Boat. 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 Đọc lại. Boat. Boat. Nhiều bạn hay đọc là boat. Ngoài boat đúng nhá. Boat. Được chưa? Boat. Tiếp theo. Boat. Ship. 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 Ok. Very good. Ok. Thì bây giờ con sẽ trả lời các câu hỏi của cô nhá. How do you go to school today? Không có today thôi. Không có today. Bởi vì hôm nay con không đi học đúng không? Con vẫn chưa đi học ở trường. Vậy thì trả lời cho cô. Con xong đi. Cô hỏi này. So how do you go to school? Go to school. Có nghĩa là gì đó? Nghĩa là bạn làm sao bạn đi đến trường được. Dịch là bạn đi đến trường bằng phương tiện gì? Được chưa? Ok, so how do you go to school? Con không biết nói nào nữa. Thường thì là con đi bằng gì? Bố con đưa con đi bằng đi ô tô. Gì? Ô tô, ok. Thì chúng ta sẽ có các từ. Ok, con chuột rồi. Nào, sao Linh Nga chưa biết cái này hả? Nào bây giờ chúng ta sẽ học cấu trúc nha. How do you go to? Yeah. Thế là bạn đến trường. Thì con đã trả lời là I go to school. Cô biết sai. Bạn đã trả lời I go to school. Về phương tiện giao thông, con sẽ sử dụng by cộng phương tiện giao thông. Và ví dụ như là bố con đi bằng ô tô ra by car. Con nói là to chứ con không nói là go. Thế con nói là gì cơ? Ý con là ấy, cô ghi là how do you go to school. Ok, tập trung vào cái ý chính nè. Đừng tập trung vào lỗi chính tả nữa. Tập trung vào cái kiến thức ấy. Ok, I go to school by car. Được chưa? Thì nó sẽ thông thường sẽ là thường by cộng với phương tiện giao thông. Tuy nhiên có một cái từ khác. Nếu mà đi bộ thì con sẽ sử dụng từ on foot. Go on foot. Được chưa nào? Vậy chúng ta sẽ có một cái lưu ý như sau. Lưu ý này con sẽ phải viết vào vở. Cô để màu đỏ. Về phương tiện giao thông, by cộng phương tiện giao thông có nghĩa là đi bằng phương tiện gì? Được chưa nào? Ok. Được chưa nào? Và tiếp theo, on foot, go on foot. Cái gì on foot cũng được. Có nghĩa là đi bộ. Và từ on foot này nó sẽ bằng với từ walk. Nhưng vị trí của khác nhau, vị trí của nó khác nhau. On foot nó sẽ thường sử dụng ở cuối câu. Ví dụ, I go to school on foot. Nha, tôi đi bộ. Nhưng mà nếu mà tôi đi bộ đến trường thì sẽ phải sử dụng là I walk to school. Rõ chưa?
Đó, được chưa? Ghi hai cái dòng này vào vở cho cô, hai cái dòng này này. Ở trường chưa học hả? Mà sao không biết hai cái cấu trúc này? Ghi đi gọn, ghi cái phần cô bù xanh. Ghi vào vở đi, ghi nhanh lên Linh nha. Nhìn nhìn gì đấy? Cô nói làm sao nhở? Trong giờ học thì không tắt mic của cô, bật mic lên. Ok, viết đi. Bye. Bye cộng với phương tiện giao thông, đi bằng phương tiện gì? Chỉ có đi bộ là sử dụng hai cụm từ khác thôi, đi thị. On foot. On foot bằng cái walk có nghĩa là đi bộ. Ok, very good. Nhớ nhá, nhớ cái cấu trúc đấy cho cô. Bởi vì cấu trúc này sẽ rất là hay gặp đấy. Thì ghi nhá. Now, ok, so answer my question next. Answer my next question. Do you walk to school in the morning? Do you walk to school in the morning? No. Ok, no I don't. Được chưa? So do you come on the bus? Do you come on the bus? No, I don't. Okay, so do you come on the train? No, I don't. Trường hôm sau nó phải đi tàu luôn. Okay, đi đâu cũng được. Yeah. So does your mom or dad try you to school in their car? Yeah. Yeah, very good. Rất tốt. Okay, tiếp theo. Chúng ta sẽ đến với một cái bài tập. Đó chính là look at the picture. Hãy nhìn vào các trang. Make 10 words with these letters. Hãy tạo ra 10 từ với những cái chữ cái này. Được chưa? Nhìn vào bức tranh và viết 10 từ với những cái chữ cái. Được chưa? Chữ cái là chữ cái màu tím. À, với những cái chữ cái bắt đầu này. B, hai chữ bờ ở đâu. Được chưa? Thế bây giờ cô ví dụ nhá. Đã, Linh đã làm thì nhanh thế. Được rồi. Thế thì nghe mọi người đấy. Cô cũng định lấy ví dụ từ bus. Rất tốt. Ok. Con làm nốt các ví dụ còn lại cho cô nhá. Nhanh lên con. P này là P plan. Cứ suy nghĩ và làm nhìn bên trên những cái hình ảnh bên trên ấy, nó là các phương tiện ở bên trên. Jeez. Thank you.
Cái chữ T là con tàu ấy, anh nhớ tàu hỏa ấy. Trên nhà chữ T này gạt chắc là trên được. Ừ, đúng rồi. Trên. Đúng rồi, đúng rồi, tùy đều được. S không nghĩ ra à, Linh à? À, cô vẫn đang bí. Cô chữa được chưa? Con nghĩ là rồi. Nào okay, viết nốt từ S đi. Đúng rồi đấy, chính xác. Ok, rất tốt. Nào, bars, car, bike hoặc boat đều được. Bike, hai từ. Ok, hai từ này đổi cho nhau. Đúng rồi. Plane, truck, train, lorry, ship, motorbike, helicopter. Rất tốt. Nào, đọc theo cô nhá. Đọc theo cô này. Bus. Bus. Bike. Bike. Plane. Plane. Train. Train. Ship. Ship. Motorbike. Motorbike. Helicopter. Helicopter. Car. Car. Boat. Truck. Truck. Lorry. Lorry. Okay, tiếp nha. So what can't you see in this picture? Trong bức tranh này, trong cái bức tranh này thì con không thấy phương tiện nào? Ship. Ship. Và plane. Nhà plane chị kia mà cô. À ừ, cô nhìn thấy rồi. Quên, chỉ có sheet thôi đúng không? Ok, tốt. Nhìn giỏi hơn cô cả. Ok, tiếp theo nha, mình sẽ đến phần B. Look at the picture, read questions and write answers. Nhìn bức tranh, trả lời, đọc câu hỏi và trả lời câu hỏi, được chưa? Và viết câu trả lời. Chúng ta sẽ có... Và viết câu trả lời, chỉ có một cộng, một từ thôi. Không, câu trả lời một từ được, bao nhiêu từ được, nó không yêu cầu con ạ. Được chưa? Hiểu rồi đúng không? Cô thấy con viết rồi. Ok, thế thì làm đi. Lưu ý cho cô nhé. Câu hỏi nó sẽ ở bên bức tranh để trả lời câu hỏi, nó ở bên cạnh luôn câu hỏi, đừng có nhầm nhá. Được chưa? Trả lời đi. Hello. Okay, very good. Okay, rất là nhanh. Nhanh nhưng có đúng không nào? Xem check nha. How many birds can you see? Two. Chính xác. Where are the children now? At the beach, right? Three. What is the woman driving? A car. Very good. Four. What is the boy painting? A boat. What is the girl doing? Swimming. Rất tốt. Cô hỏi Linh Nga nhá. Con học lớp mấy nhỉ? Con học lớp 4 ạ. À, với lớp 4 mà lịch học như là tốt đấy. Ừ, ok. Ok, con có thấy cái giáo trình này nó hơi dễ so với con không? Vẫn phù hợp đúng không? Ừ, ok. Ừ, ok, tốt. Ok. Tiếp theo nhá. Now tell the story. Kể một câu chuyện. At the end of the story, is the girl happy? Is the boy happy? Ở phần cuối câu chuyện này thì bạn nữ có vui vẻ không và bạn nam có vui vẻ không? Được chưa? Thì phần này là sẽ là phần con brainstorm về nhà nhá. Được chưa? Con sẽ chụp lại ảnh màn hình. Được chưa nào? Về nhà thì con sẽ
sẽ dựa vào bức tranh để kể cho cô một câu chuyện nhá. Linh Nga được rõ chưa con? Hôm sau ở trên lớp thì con sẽ kể lại cho cô, nhớ chưa? Đấy. Sao? Sao? Linh Nga có câu hỏi nào không? Không có ạ. Nhớ nhá. Yeah. À, đối với kể một câu chuyện thì nó sẽ không có một cái đáp án cụ thể nào cả. Không có cái cốt truyện nào sai mà cũng không có cái chuyện nào đúng, tùy vào khả năng suy nghĩ và khả năng tưởng tượng của mỗi người. Chỉ là nó hợp lý với một bức ảnh là được. Con đã rõ chưa? Rõ. Ừ, ok, cứ làm gì đấy, tập trung vào con. Thì đây là bài tập về nhà của con hôm nay nhá. Tiếp theo, để chuyển sang bài nghe. Trước khi chuyển sang bài nghe thì Linh Nga sẽ thoát ra vào lại cho cô. Linh Nga đã rõ chưa con? Rồi ạ. Nhanh cho cô nhá.